Chị BB xin chào tất cả các em. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn chúng mình làm một chiếc trong sóng đấy. Đây sẽ là một trò chơi rất là hay ho trong mùa hè đấy. Đầu tiên, chị sẽ cắt 4 hình vuông có cạnh 10 cm. Sau đó cắt chéo tạo thành các hình tam giác. Tiếp theo, chị cắt một hình tròn nhỏ, dán băng dính hai mặt để cố định các hình tam giác. Lần lượt, chị dán một đầu vào chính giữa. Sau đó, dùng một tăm bông nhọn để tạo một đường xuyên qua giúp cho trong sóng quay. Tiếp tục, chị dùng một tờ giấy cuộn tròn làm tay cầm cho chiếc trong sóng. Bẻ một đoạn 5 cm, dùng ống hút gắn lại. Chị sẽ dùng hạt ngọc để cố định lại. Các em cùng xem chiếc trong chóng quay như thế nào nhé. Các em nhớ nhấn like, đăng ký để đón xem những video tiếp theo nhé. Xin chào các em.